Xin chào mọi người. Video này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái CamStar này. CamStar cơ bản nhất. Đây là phần mềm của nó nhé. Khi các bạn tải về thì các bạn nhớ crack đi để có thể sử dụng được full chức năng của nó. Rồi, thì bây giờ mình muốn thêm một cái video để thu nhỏ lại nhé. Đây mình có một cái video, mình sẽ kéo vô. Thằng Camtasia này so với thằng Pro Show á, thì nó rất là nhẹ nhé, nó nhẹ và tốc độ load nó rất là nhanh. So với Pro Show thì nó rất là nặng nhé. Ví dụ như mình kéo một cái video mình tải vô, mình úp vô cái phần mềm á, thì nó chạy rất là lâu tùy theo cái kích thước của nó nhé. Còn thằng này thì nó kéo vô chỉ trong tích tắc thôi là nó đã nhận rồi, nó rất là nhanh nhé, lưu cũng rất là nhanh. Thao tác chỉnh sửa cũng rất là đơn giản và nhiều cái nó rất là tiện tiện hơn nhiều so với lại cái thằng tiện hơn so với thằng Brosow nhiều. Brosow thì chỉnh sửa cơ bản thôi, nó chỉ được những cái cơ bản thôi, nhưng mà mỗi cái nó có một cái tính năng và ưu điểm riêng của nó. Thì hầu như đối với cái thằng Camtasia này thì nó sẽ trội hơn thằng Brosow rồi về nhiều rất nhiều điểm nhé. Rồi đầu tiên đó là mình sẽ chỉ các bạn add video vô. Thì sau khi add video vô lên xong rồi thì nó hiển thị ở đây cho các bạn. Các bạn có thể thu nhỏ phóng to cái xem cái định dạng cái kích thước của video, chiều dài, độ dài của video nó là bao nhiêu phút đây. Đó, mình có thể chỉnh sửa để nhìn cho nó dễ hơn. Tăng to, tăng nhỏ. Khi bạn chạy các bạn nhấn vào đây để chạy nhá. Nhấn vào đây này. Đó là nó sẽ chạy. Rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn đó là cắt video. Mình sẽ chắc cắt nhé. Nếu mà các bạn muốn di chuyển đi đâu, các bạn có nhiều video ấy, thì các bạn có thể kéo ấy, giữ cái chuột nó tô màu vàng này lên, nó các bạn kéo di chuột đi đâu đó. Ví dụ muốn xuất hiện ở giây thứ 20 hay giây thứ 40, các bạn để ở đó. Rồi ở đây cái đầu tiên đó là các bạn nhấn chuột phải vô cái file video này này. Thì bây giờ mình sẽ tách cái âm thanh của nó ra, tách âm thanh của nó ra nhé. Thì các bạn nhấn vào cái chỗ này này, nhấn chuột phải vô và nó hiện chữ Spatial Ocean and Video này này. Các bạn nhấn vào đây nó sẽ tách video và cái âm thanh ra riêng biệt luôn. Đó, như vậy là âm thanh đi một đằng và video đi một nẻo ra ha. Ví dụ như nhiều cái video bị tạp âm hay là cái gì các bạn không thích, các bạn muốn ghép nhạc, các bạn xóa đi. Đó. Rồi các bạn muốn quay lại thì các bạn chân chuột Z nhé. Còn nếu các bạn muốn cho nó gộp lại ấy, thì cũng không cần thiết đâu, thì các bạn cứ để nguyên vậy cũng được. Các bạn có thể tạo thêm được 3 4 cái track này. Track này rất là dài nhé, nhiều các bạn có bao nhiêu thì nó sẽ hiện ra cho các bạn. Nói chung là rất là nhiều track, cho nên các bạn có thể từ rất nhiều file chồng nhau. Rồi thì ở đây mình ví dụ như muốn tua video đi, có nghĩa là tăng tốc độ video đi ấy, thì mình nhấn chuột phải vào đây, mình sẽ nhấn chọn chữ Add Clip Path, hoặc là các bạn sẽ vẫn chọn tô vàng ở cái phần muốn video này này. Các bạn muốn tua nhanh đi thì hoặc là các bạn sẽ chọn vô cái phần đây, Visual Effect này. Đó, các bạn thấy chữ Clip Path này nhá, các bạn nhấn vào đây, các bạn sẽ kéo vào đây, thả vào cái phần này. Đó, nói chung là có hai cách làm ha. Thì sau khi thả xong thì các bạn để ý cái khung bên đây nó sẽ hiển thị cái thông số cho các bạn để các bạn chỉnh sửa. Nó sẽ tắt đi và nhấn vô cái bánh răng này ha, nó sẽ tắt đi và sẽ bật lên như thế này. Rồi phần này phần chỉnh sửa cái tốc độ speed thì các bạn chọn chỉnh sửa ở đây. Thì cái điểm trội ở cái phần Camtasia này thì nó hơn cái Brosow, đó là khi mà tăng tốc độ video á, ở bên Brosow thì nó sẽ bị mất tiếng ha, nó mất tiếng hoàn toàn. Còn bên thằng này nó sẽ kéo theo cái tốc độ của âm thanh luôn nhá. Ví dụ như cái video này mình đã tách ra rồi, nhưng mà khi mà nó có cả âm thanh nữa thì nó sẽ kéo theo cái tốc độ âm thanh mà nó sẽ không bị làm mất âm thanh đi ha. Ví dụ như bình thường mình nói như vậy, nhưng mà bình thường nó nhanh cho gì đó đó, nó sẽ kéo theo cái tốc độ như vậy ha. Rồi đây là cái tốc độ ha, khi mà các bạn chỉnh tốc độ càng nhanh thì cái thời lượng video nó sẽ càng ngắn ha. Rồi còn về phần âm thanh thì khi các bạn nhấn vô thì nó hiển thị cái một cái dòng màu xanh như thế này, đó chính là cái âm lượng của video ha. Các bạn có thể kéo lên kéo xuống tùy theo mức chỉnh âm lượng của video. Các bạn muốn tăng lên hết cỡ cũng được ha, nó sẽ tăng kéo cái âm thanh của video nó tăng lên, hoặc các bạn cứ để mức mặc định của nó 100% nhé. Đó, Media Emission Annotated
Station này thì các bạn sẽ add cái chữ. Nói chung có rất nhiều kiểu chữ, ví dụ như mình add này, add một cái hình này để cho nó nói chẳng hạn. Ví dụ như cái thằng người này đó, mình add vào đây đó, để cho nó nói một cái chữ gì đó, chẳng hạn như ở dưới đông thế hay cái gì đó ha. Rồi các bạn add đánh chữ vào đây nhá. Đó, bạn xóa đi này, rồi các bạn đánh chữ vào đây ha. Các bạn không muốn đây nữa, các bạn delete đi, xóa đi. Hoặc là các bạn không muốn cái viền nữa thì các bạn chọn một cái chỗ này này, đó, các bạn thả ra đây. Ok, mình xóa đi. Đó, nó sẽ không có viền ha. Đó, ok. Và tiếp theo phần transition, đó là cái phần hiệu ứng chuyển của video. Thì ví dụ như các bạn có hai cái video, các bạn muốn chuyển từ video này sang video kia. Bây giờ mình sẽ ví dụ mình xóa cái thằng trên đi nhá. Xóa, các bạn nhấn delete đi thôi. Đây, ví dụ như mình sẽ có cái chức năng hay của nó là mình cắt đôi video này ra. Cắt đôi video này như thế nào thì các bạn chọn ở đây. Đây có một cái thanh này này. Đó, cái thanh này nó sẽ giúp các bạn cắt cái video mà các bạn muốn. Ví dụ như các bạn có phần này các bạn bỏ đi đúng không? Các bạn không muốn sử dụng nữa, các bạn cắt đi, hoặc nhấn chuột phải nhé. Sẽ nhấn cut, cut. Hoặc là các bạn sẽ nhấn delete nhé. Cut là cắt, mình sẽ cắt nó đi ha. Rồi, mình sẽ dán ra, Ctrl V này. Đó, nó mình có hai cái phần video ha. Ví dụ đây mình có hai cái video, mình muốn hiệu ứng của nó chuyển giữa hai video ở đây thì mình sẽ kéo xuống đây. Kéo phần giữa này. Emulation hơi dài một chút. Rồi, đây mình sẽ kéo vào lại nhé. Đó, ok. Cái phần này thì nó đính gồm, nó đính liền giữa hai cái video, nó sẽ lấy trích đoạn của hai cái video này chứ nó không có để cái khoảng như nãy mình kéo không được không. Nên là các bạn thể kéo cái thời lượng của cái transition này, cái phần chuyển đổi video này này, phần chuyển video, cái gọi là cái hiệu ứng chuyển đổi video nó dài hay ngắn ở đây tùy thuộc các bạn ha. Đó, các bạn có thể kéo chỉnh ở đây. Ok. Rồi thì ở đây có rất nhiều hiệu ứng thì các bạn có thể thêm xem thêm một số cái cách để các bạn add thêm thật là nhiều hiệu ứng nữa vô cho nó đa dạng và phong phú, làm cho video của mình nó sẽ tốt hơn. Đây là hiệu ứng chạy chữ, các bạn có rất nhiều cái hiệu ứng để chạy chữ ha. Rồi. Rồi, như đó là những cái cơ bản. À, còn một cái cuối nữa, đó là cái đây, caption này. Là có nghĩa là các bạn add cái phụ đề á. Ví dụ các bạn đánh một số cái phụ đề ở đây ha. Đây mình sẽ đánh thử phụ đề nhé, add to caption này. Đó, nó sẽ hiển thị ở dưới cái video này như một cái phụ đề trong video chuyên nghiệp luôn ha. Ok. Rồi, đó là những phần cơ bản của một cái Camtasia. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành